rồi, nhưng mà lại quay trở lại. Cái thứ hai nữa đó là cái cách để mà làm sao để ngăn ngừa không cho nám bị tái phát, và cái thứ ba là làm sao để điều trị được nám tái phát. Vì sao nám lại tái phát? Thì nám tái phát đó là lý do là khi chúng ta điều trị nám hoặc là những cái sắc tố trên bề mặt da của chúng ta thấy đó là những cái tế bào sắc tố, còn những tế bào tạo ra sắc tố là những tế bào sống hiền lành ở chung với cơ thể của chúng ta, cho nên những cái tế bào đó nó vẫn tiếp tục tồn tại và chung sống với cái quá trình phát triển, quá trình là ăn uống ngủ nghỉ của chúng ta. Và nếu như chúng ta vẫn tiếp xúc ánh nắng mặt trời thì nó là một cái cơ quan để nó bảo vệ làn da chúng ta, tránh những tình trạng ung thư da, bằng cách là nó sản sinh ra những cái melanin đó để nó bảo vệ cái tế bào sắc tố của nó. Do đó nám tái phát là vì chúng ta chỉ có điều trị những cái melanin mà chúng ta không có làm cái gì đụng chạm tới cái melanocyte hết. Do đó nám vẫn sẽ tái phát nếu như chúng ta vẫn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Rồi, câu hỏi số 2 đó là yếu tố nào làm cho nám tái phát nhanh hơn? Thì những cái yếu tố mà làm cho nám tái phát nhanh hơn, thứ nhất chúng ta phải kể đến là cái việc là điều trị không đúng cách. Điều trị không đúng cách nghĩa là sao? Nếu như chúng ta áp dụng những cái loại laser mà không có kiểm soát về mức năng lượng nè. Cái thứ hai nữa là áp dụng thường xuyên, gọi là không có kiểm soát được cái tần suất và cái cường độ của sử dụng laser á. Thì tại vì sao nó có trường hợp đó, là khi chúng ta xài laser, mục tiêu của laser là nó sẽ làm phá vỡ những cái melanin để mà những cái tế bào thực bào nó sẽ ăn hết những thực bào hết những cái tế bào sắc tố nó vỡ ra đó và làm cho làn da chúng ta nó sáng dần lên. Tuy nhiên cái tác dụng đi kèm của cái chuyện mà sử dụng laser đó là nó sẽ tăng sinh cái hệ VEGF ở dưới da. Thì VEGF đó là một cái yếu tố nội tại của mạch máu, nó sẽ bị kích thích và nó sẽ phát triển bởi cái lượng nhiệt do laser khi mà chúng ta thao tác. Do đó về lâu về dài thì nó sẽ gây ra làm cho da chúng ta nó sẽ tăng có sự tăng sinh cái yếu tố nội tại mạch máu, và khi yếu tố nội tại đó tăng sinh quá mức thì nó sẽ là một cái yếu tố kích thích nám tái phát nhanh hơn. Và những cái phương pháp khi mà điều trị nám mà chúng ta bào tẩy da nhiều quá, ví dụ như là dùng laser fractional để chúng ta lột da trong những trường hợp mà làn da quá mỏng, hoặc là dùng lăn kim trong những trường hợp da mỏng và chỉ có yếu tố nám mà chúng ta sử dụng lăn kim, thì chúng ta cũng phải cẩn thận vì đó cũng là một cái nguyên nhân. Nếu như có vô tình cái nám điều trị hết thì cái yếu tố tái phát của cái nám nó sẽ rất là cao và tái phát rất là nhanh. Đồng thời nha, có khả năng là có thể lúc ban đầu á mấy bạn chỉ bị một chút xíu sắc tố thôi, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng sai á thì nó sẽ bị lên ồ ạt rất là nhiều và có thể vết nám nó còn to hơn, đậm hơn lúc ban đầu đó. Hoặc là một số trường hợp như là bác sĩ đã ngồi phòng khám thì bác sĩ thấy là có những trường hợp là khởi điểm á, là một cái vết sắc tố rất là nhỏ, sau đó là được tư vấn hướng dẫn là những phương pháp như là tiêm chích, nó là PRP, nhưng mà thật ra khi mà hỏi kỹ á, thì PRP mấy bạn chỉ dùng là tiêm á, thì nó sẽ không có cái, nó sẽ gọi là yếu tố tăng sinh hoặc là yếu tố tái phát nám á, nó sẽ ít hơn là cái việc chúng ta dùng PRP xong chúng ta lại lăn kim ha. Nhất là ở một vài cái đơn vị là người ta hay dùng lăn kim máy á, có nghĩa là một cái cây bút. Thì khi lăn kim máy đó thì cây kim máy đó là nó dập theo trục dọc, có nghĩa là tất cả những cây kim nó sẽ dập theo trục dọc xuống, nhưng mà cái động tác của chúng ta khi chúng ta làm thì chúng ta làm theo trục xoay á, thì nó sẽ gây là mòn cái bề mặt da. Giống như chúng ta cứ xoay xoay thì giống như cái làn da chúng ta nó được mài từ từ từ, thì nó cũng là một cái yếu tố làm cho mỏng cái làn da. Mọi người sẽ thấy là da chúng ta là có lớp ở từng biểu bì ha, thì chúng ta có những cái lớp như là lớp sừng nè, lớp hạt nè, rồi lớp gai và lớp đáy. Thì ở trên cái tế bào của lớp đáy á, là cái nơi duy nhất luôn
là tế bào có khả năng phân chia để tạo ra những tế bào mới. Riêng lớp đáy của da ha, là cái nơi duy nhất làm được cái việc đó. Thì cái làn da chúng ta có được tạo ra những cái gọi là lớp da tươi trẻ mới hơn là nhờ cái lớp đáy này. Nó sẽ phải được làm đổi mới liên tục, và nó bắt đầu nó những cái tế bào sản sinh ra rồi, nó bắt đầu nó biệt hóa lên trên từ từ. Thì ở trên cái lớp đáy này á, nó lại có những cái tế bào, đó là những cái tế bào sắc tố nữa đó. Thì những cái tế bào sắc tố này á, nó mới bắt đầu nó sản sinh ra những cái sắc tố ha. Tế bào sắc tố này nó nằm ở trên lớp đáy, hoặc là nằm có những cái tế bào nó nằm dưới lớp đáy một chút xíu, thì nó sẽ làm sản sinh cái tế bào sắc tố. Do đó đó, những cái phương pháp mà chúng ta làm cho lớp sừng nó mỏng đi, thì đến một lúc nào đó thì cái khả năng mà tia UV á, nó xuyên vào trong da nó rất là cao ha. Cho nên đó là cái lý do mà nó sẽ gây ra cái hiện tượng là nám tái phát cao. Rồi à, như vậy là bác sĩ đã nói là một số cái phương pháp mà nó làm mỏng da nè, gây lột tẩy nè, hoặc là sử dụng laser mà không có kiểm soát, thậm chí ha, một số trường hợp mà gọi là trẻ hóa da bằng laser, mấy bạn hay thấy là xài mấy cái mà gọi là bắn bắn than hoạt tính đó. Chúng ta đừng có tưởng là cái bắn than hoạt tính nó năng lượng nhẹ rồi bắn trẻ hóa thì chúng ta lạm dụng nó cũng không đúng. Và khi chúng ta lạm dụng nó tới một lúc độ, tới một mức độ nào đó, khi mà cái sự tác động đó nó diễn ra cường độ liên tục và nó sẽ gây ra cái hiện tượng là tăng sinh mạch máu VEGF, hệ VEGF dưới da, thì nó cũng sẽ gây ra hiện tượng sạm da, hoặc là nó gây ra hiện tượng là mất sắc tố khi mà một cái lượng năng lượng cứ dập liên tục tại một những cái vị trí trên bề mặt da. Do đó laser không phải là một cái phương pháp để mọi người có thể sử dụng một cách quá lạm dụng nha. Đó. Rồi ngoài ra ha, cái yếu tố mà làm cho nám tái phát nhanh hơn thì bác sĩ thấy là một trong những nguyên nhân đó nó có những cái yếu tố của những sản phẩm lột tẩy. Những sản phẩm lột tẩy mà gọi là thuốc rượu hay gì đó thì khỏi nói ha, cái đó là nó quá mức rồi, nó là những cái mà mình không nên sử dụng rồi, không cần phải khuyến cáo thêm ha. Tại vì mọi người có thể tự sờ thấy rất là nhiều cái tác dụng phụ, và chưa kể ha, thời đại ngày nay thì không có gì gọi là bí mật hết, nhưng mà rõ ràng trong cái thành phần mà để mọi người gọi là thuốc rượu, mọi người sẽ không hiểu nó gồm có những cái gì trong đó, và không có một cái đơn vị nào đứng ra chịu trách nhiệm cho cái việc mấy bạn bôi những cái loại thuốc đó trên da. Do đó chúng ta đừng có vì những cái lời gọi là lời đường mật đó, mà chúng ta sẽ bị tổn thương đến da. Những cái mỹ phẩm mà gọi là có uy tín, có thương hiệu trên thị trường mà vẫn gây ra hiện tượng, hoặc là có khả năng gây ra hiện tượng nám tái phát nhiều, đó là những cái chất mà nó gây gọi là lột tẩy nhẹ ha. Ví dụ như AHA, BHA, retinol, rồi vitamin C, đó là những cái loại mà gọi là có cái sự làm cho cái lớp sừng đó, nó được bạc đi nhanh chóng, nó được thay da nhanh chóng, hay chúng ta nói là chúng ta thúc đẩy quá trình tạo thúc đẩy quá trình tăng sừng để mà thay đổi trên một cái lớp bề mặt da. Thì đối với những trường hợp mà thúc đẩy quá trình tăng sừng rồi nó tạo ra những cái lớp da mới giống như vậy, thì khi mà chúng ta sử dụng một cách quá lạm dụng, là chúng ta không có để ý, hoặc là chúng ta sẽ bôi một cách gọi là thường xuyên đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái lớp sừng của chúng ta nó không đủ thời gian để nó hoàn thiện cái tế bào, và nó cứ một cái động thái gì đó mà nó cứ phải thay liên tục, thì cái tế bào của nó thứ nhất là nó không hoàn thiện, thứ hai á là nó không đảm bảo đủ tất cả các lớp của cái phần lớp sừng đó. Do đó cái lớp sừng nó trở nên mỏng và các tế bào nó trở nên rất là non nớt và nó yếu. Nhiều khi nó chưa kịp mở mắt, nó kịp, gọi là mình nói nôm na là kiểu nó chưa kịp mở mắt trưởng thành là mình đã cho nó chết đi rồi đó. Thì những cái trường hợp đó nó làm cho cái làn da chúng ta sẽ mỏng manh và nó rất là dễ tái phát. Một cái dấu hiệu mà bác sĩ chỉ cho mọi người biết là nếu như mọi người có lạm dụng cái AHA, BHA, retinol hay không á,
là mọi người khi mà bôi một trong các sản phẩm đó đó mà mọi người thấy là cái da bắt đầu đỏ ha, hoặc là rát đó, rồi đi ra nắng á, là lúc nào nó cái mặt nó cũng phừng phừng khi mà đi ra từ ngoài nắng vô á. Nếu một làn da khỏe ha, đi từ nắng vô thì nó chỉ hơi hồng nhẹ thôi, đó là trường hợp nắng nhiều. Còn một cái làn da không khỏe là mấy bạn đi từ nắng vô là nó phừng phừng mà còn nửa tiếng sau nó vẫn chưa dịu đó. Đó là những cái trường hợp mà chúng ta cần phải lưu ý. Tại vì sao, khi mà mỗi lần mà chúng ta đỏ da giống như vậy thì nó rất là dễ tạo ra những cái yếu tố nó gọi là tăng sắc tố sau viêm, do đó cái tình trạng đỏ da giống như vậy. Đó là một cái nguyên nhân mà chúng ta cần phải cẩn thận rất rất nhiều, bởi những cái dạng mỹ phẩm mà uy tín luôn. Tại vì sao, tất cả những cái sản phẩm AHA, BHA, retinol, vitamin C có công dụng không? Rất có công dụng, nhưng mà phải xài đúng người đúng việc và phải đúng cái hàm lượng và đúng cái chỉ định, chứ chúng ta không phải là cứ muốn là kiểu sạch nhờn sạch mụn thì cứ bôi cái retinol hoặc là cứ bôi C lên rồi làm cho cái lớp da, hoặc là bôi AHA lên làm cho cái lớp da bạc đi lớp sừng rồi mình mong đợi sạch mụn, mà trong khi mình không hiểu là cái làn da của mình nó đang ở trạng thái gì là không được ha. Tiếp nha. Câu số 3 đó là nám tái phát dùng thuốc bôi có hết không? Thì đầu tiên á, là nám nguyên phát, nám khởi điểm ban đầu á, dùng thuốc bôi đã không hết rồi thì nói chi nám tái phát ha. Do đó cái nám tái phát thì chắc chắn á, là mấy bạn phải tìm những cái đơn vị mà có chuyên trong cái việc điều trị nám, nhất là những cái đơn vị mà có bác sĩ. Tại vì sao, đầu tiên á, thì nám tái phát nó sẽ có rất là nhiều nguyên nhân, và tự chung á, là chúng ta phải kiểm tra coi á, là cái hệ mạch máu nó có bị tổn thương hay không. Và nếu như cái hệ mạch máu nó có bị tăng sinh thì chúng ta phải, cái đơn vị điều trị đó nó phải có được cái laser chuyên về mạch máu thì mới điều trị được những cái trường hợp nám tái phát. Còn nếu như những đơn vị mà không có laser chuyên mạch máu mà lại đi dùng những cái công nghệ lúc ban đầu cho điều trị những cái nám đơn giản á, thì cái khả năng mà nám tái phát điều trị rất là khó hết ha. Tại vì mình giải quyết là do cái hệ mạch máu nó bị tổn thương đi bác sĩ, ví dụ vậy, mà mình lại càng dùng laser nữa hoặc là mình càng dùng những cái phương pháp lột tẩy thì nó lại càng tiếp tục tăng sinh và càng ngày càng đẩy, gọi là đẩy sâu vô trong cái quá trình là nó là sự hỗn chiến giữa những cái công nghệ và cái sự gọi là sự bảo vệ của cái cơ thể của mình trước những cái tác dụng của cái năng lượng mà làn da phải chịu đó. Thì đó là những cái mà chúng ta phải cẩn thận ha. Câu số 4 á, là điều trị nám ban đầu bằng phương pháp gì thì dễ gây nám tái phát nhất? Đối với những cái điều trị nám ban đầu, nếu như chúng ta chẩn đoán sai, có nghĩa là chúng ta đánh giá sai cái gọi là cái cấu trúc da của cái người khách hàng, thì chúng ta cũng rất là dễ gây ra nám tái phát. Ví dụ như chúng ta đánh giá ở cái làn da đó nó có đủ độ dày, xong chúng ta sẽ sử dụng cái laser fractional để chúng ta lột đi, và vô tình nếu như chúng ta làm không đúng á, thì chúng ta sẽ làm mỏng đi cái lớp da đó, và cái khả năng mà chống chịu đối với cái môi trường bên ngoài nó kém đi, nhất là ở cái Sài Gòn ha, ánh nắng rất là nhiều luôn, thì không có mùa đông luôn á, thì mấy bạn sẽ rất là dễ bị tái phát. Hoặc là chúng ta dùng những phương pháp đơn giản nhất, không xài laser, mà chúng ta dùng phương pháp giống như lăn kim. Giống như hồi chiều này bác sĩ có khám một ca là khách á, chỉ có một chút xíu vết sắc ở ban đầu thôi, nhưng mà khi mà đi lăn kim á, mà nói là phương pháp là cấy collagen để cho sáng da, thì cấy đâu không thấy, mà sau đó là về hai cục tròn quay. Hai cục đó là nhìn vô là biết là cái tác dụng, cái gọi là cái hậu quả của một bàn tay nào đó xoay hai cục tròn quay hai bên má luôn rồi. Đó đó là một số cái mà bác sĩ lưu ý ha. Câu số 5, mấy bạn hỏi là lột tẩy và lăn kim thì có điều trị hiệu quả cho nám. Giống như hồi nãy bác sĩ có nói rồi, thật ra tại sao mấy bạn hay gửi hai câu hỏi này về thì chắc là bác sĩ nghĩ á, là do là cái gọi là cái số lượng mà spa, gọi là số lượng spa ha,
ở bên ngoài á, nó nhiều hơn là số lượng của phòng khám. Cho nên á, là những phương pháp phổ thông nhất như là và ít có đầu tư chi phí á, như là lột tẩy hoặc lăn kim á, sẽ được mấy bạn tư vấn cho khách hàng rất là nhiều. Do đó mọi người, cái tỷ lệ mà cái câu hỏi về lột tẩy và lăn kim gửi về cho bác sĩ trong chuyện điều trị nám thì khá là nhiều. Tuy nhiên nếu như mà bác nào á, hoặc là bạn nào không, khi mà điều trị thì phải gọi là bác sĩ ha. Tuy nhiên á, là cái phòng mạch nào á, mà đã gọi là chuyên về điều trị nám rồi á, thì người ta sẽ biết là lột tẩy và lăn kim là hai phương pháp rất rất là hạn chế trong cái quá trình điều trị nám. Tại vì hiện nay á, công nghệ đã phát triển rất cao rồi, kể cả những cái loại máy ví dụ như chúng ta hay nghe là laser Q-Squid nè, hoặc là đó Envisage, thì nó sẽ tác động được sâu, có nghĩa là bước sóng của nó tác động được sâu và nó hấp thu bởi cái melanin, và nó không làm tổn thương luôn cái lớp tế bào da bên trên ha, nó không có làm bóc bay cái tổ chức da nào hết đó. Thì đối với những cái phương pháp mà hiện đại giống như vậy á, nó đã làm được cái chuyện cho điều trị nám rồi, thì các bác sĩ hiện nay á, rất rất ít hạn chế khi mà sử dụng là lăn kim hoặc là lột tẩy, trừ khi người ta đánh giá là có một cái tình trạng nào đó cần phải bạc đi cái lớp sừng để lộ ra được những cái lớp tế bào mới dễ chăm hơn, dễ nuôi dưỡng hơn thì người ta sẽ cho làm. Còn nếu như không á, mà chúng ta cứ gọi là không biết gì hết mà chúng ta cứ bào tẩy đi thì cái tế bào non nó ra nó còn khó chăm hơn là những cái tế bào cũ xấu xí kia. Câu cuối cùng mà bác sĩ tổng kết á, đó là lạm dụng và sử dụng mức năng lượng không có đúng trong cái laser có thể gây nám tái phát không? Thì nãy bác sĩ có đề cập ha, đối với những cái laser mà nhất là laser Q-Squid hoặc là laser Envisage, hay là hiện nay á, mọi người hay nói nhiều tới laser Pico, và vừa rồi bác sĩ có khám cho một ca, bệnh nhân nói là bệnh nhân được ở một tỉnh thôi, nói là bệnh nhân được bắn laser Pico, thì hỏi ra thì bệnh nhân nói được cái tên máy luôn. Nhưng mà khi search đó thì cái tên máy đó là một cái hãng máy của Trung Quốc ha. Thì Pico á, mà sản xuất của Trung Quốc á, thì cái chất lượng nó sẽ không có thể nào mà gọi là tốt bằng một cái, mình cũng không thể nào nói được do là nguồn gốc là như thế nào, nhưng mà một cái máy mình cứ so sánh về cái chi phí đi, một cái máy nó chỉ tầm khoảng 100 triệu, với một cái máy laser nó tầm từ 3 tỷ đến 5 tỷ, thì dĩ nhiên là nó phải có sự khác biệt về cái công nghệ, công năng ở trong đó. Cái thứ hai, cái khó khăn nhất của laser đó là cái bộ phận phát tia, phát xung, nó phải ổn định được ba vấn đề. Thứ nhất là nguồn năng lượng, thứ hai là cái độ rộng của cái xung khi phóng ra, cái thứ ba là năng lượng tạo ra tại cái vị trí, có nghĩa là cái năng lượng nó phóng ra và cái độ nhanh của cái độ phát tia nó sẽ nhanh. Ví dụ người ta hay nói là nắc có nghĩa là cái nano dây, rồi pico là pico dây đó. Cho nên bây giờ mọi người cứ lạ, những cái hãng bắt đầu Trung Quốc bắt đầu nó sẽ nhái theo những cái hãng laser có tiếng là về pico đi, và bệnh nhân nó đã được bắn và thấy hậu quả rất là rõ ràng luôn. Bắn laser mà kiểu phỏng hết một bên bên mặt mà nhìn á là biết cái đó là cái cách bắn của laser rắc luôn, từng bó xa tròn 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 tròn, và nó phỏng hết đều á, mặt là chỗ đen chỗ trắng chỗ mất sắc tố và chảy luôn, chảy máu chảy dịch. Thì đó là một cái cách bắn quá kinh khủng đối với những bệnh nhân mà đó, đó là cái mà gọi là lạm dụng và sử dụng mức năng lượng không đúng, thì nó gây ra cái tình trạng là hư luôn cái bề mặt da, chứ đừng có nói chi là cái tái phát ha. Nếu nha, laser mà gọi là laser chuyên điều trị sắc tố á, thì khi mà chúng ta bắn một cái thời gian lâu thì cái tế bào, chúng ta phải nhớ là cái tế bào tạo sắc tố là nó nằm ở bên dưới cái làn da, sau đó nó sản sinh ra những sắc tố nó nằm trên, để chi, mục tiêu của nó là nó bảo vệ được cái tế bào sắc tố bên dưới. Thì khi mà chúng ta phá vỡ những cái sắc tố ở bên trên đó, thì chúng ta phải cẩn thận, chúng ta phải kiểm soát mức năng lượng. Tại vì khi mà mức năng lượng quá mức cho phép thì nó chết luôn cả tế bào mẹ. Thì khi mà chế vào tạo sắc tố mà nó chết đó, thì chúng ta sẽ bị trắng cái chỗ đó ra, hay chúng ta còn gọi là nó bị mất sắc tố nha. Do đó mà cái mất sắc tố này thì rất là khó coi. Tại vì mất sắc tố nó sẽ
điểm, mỗi cái điểm vòng tròn mà nó rất là khó để mà điều trị phục hồi lại là những cái gì.